Xin chào anh chị nhé, hiện tại em đang đứng tại nhà thờ giáo xứ Xuân Thành. Nhà thờ này thuộc giáo họ Xuân Thành này, thuộc xứ Xuân Thành ở xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Thì đây em đang đi viếng nhà thờ ở đây, tiện thể em xin quay quay công trình kiến trúc tại đây. Thì trong nhà thờ thì bên tay trái là tượng thánh Giô-se cả, thánh cả Giô-se. Ở giữa gian cung thánh là tượng Chúa chịu nạn. Đấy, tượng Chúa chịu nạn. Đấy, còn đây là nơi để mình thánh Chúa. Một bên là để lời Chúa và có ảnh tượng lòng Chúa thương xót. Đấy, bên tay phải là Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ. Đấy là nội thất bên trong. Em xin lỗi, là bên trong đây là đấy nơi thờ phượng bên trong thì sẽ như này. Một bàn thờ bằng đá đây. Đấy. Còn xung quanh nhà thờ thì kiến trúc đây mái vòm này. Mái vòm, đổ bê tông mái vòm. Trên tường có treo 14 trạng đàng hành giá và có rất là nhiều cột trụ như thế này. Thì nhà thờ này xây dựng từ năm 1992, đâm ra là vẫn giữ được những cái nét cổ kính nhé. Và đấy, xây dựng năm 1992 cũng rất là lâu rồi. Đây là những cái cột trụ để đỡ cái mái vòm. 1, 2, 3, 4, tổng là có 8 cái cột trụ, mỗi bên 4 cái cột trụ để đỡ mái vòm nhé. Còn dưới đáy này anh chị có thể thấy không, đây là tượng thánh Giô-se nhé. Lát em sẽ quay ra ngoài cho anh chị xem. Đấy, thì ngôi nhà thờ này thì không biết sau này người ta có thể làm lại không. Đây là một ngôi nhà thờ cũng khá cổ kính, từ năm 1992 nhé. 92, 2022 là 35 rồi anh chị ạ, rất là lâu rồi. Đấy, em xin phép được ra ngoài để quay nhà thờ nhé. Hôm nay là tháng 3, là tháng kính thánh Giô-se. Xin thánh Giô-se giữ che chở tất cả chúng con. Chúa, cái thờ này Chúa. Thì em đang quay bên hông bên tay phải nhà thờ nhá, thì có một cái ngôi nhà mục vụ 3 tầng như này. Ở đây có một cái nán của ngồi uống nước, các ông đến đây ngồi ấy, nhìn rất là dân dã. Bên kia là chỗ nhà của ông Từ con nhà thờ. Đấy, bên cuối là tượng Đức Mẹ, thì em sẽ quay đến cuối nhà thờ cho. Em đang quay khung cảnh nhé. Thì bên trên đầu này có một cái hang đá. Hang đá này chỉ có Loen thì người ta đặt tượng Đức tượng Chúa Giáng Sinh thôi. Trên hang đá có tượng Đức Mẹ này. Em đang review và giới thiệu nhà thờ Xuân Thành cho quý hộ đoàn. Đấy, bên trên này là nơi làm lễ ngoài nhà thờ và cũng là nơi nghỉ của cha. Đây, phòng nghỉ của cha là phòng chỗ Casey này, thẳng vào này. Đấy, còn bên trên này là chỗ mà cha hay giảng lễ, khi mà thánh lễ đông người thì gọi là thánh lễ ngoài trời. Đấy, đi bên ngoài này, bên trên này có một tượng Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ. Đức Mẹ này gọi là tượng Đức Mẹ Nội Đức theo cá nhân em. Tượng Đức Mẹ Nội Đức này. Đấy, Đức Mẹ Nội Đức đang nhìn con cái. Đấy. Còn trên này cũng có một tượng nữa. Tượng này thì cũng là tượng Đức Mẹ anh chị ạ. Tượng Đức Mẹ Loen năm 1593 này. Đấy, chắc là tượng này đặt lên đây từ năm 93. Bức tượng rất là cổ kính rồi. Em quay gần bức tượng cho. Còn trái tim kia thì em nghĩ đây Đức Mẹ, Đức Mẹ. Đấy, đây là trên đầu nhà thờ nhé. Còn bên đằng này thì chỉ là một dãy nhà lán để đứng lễ khi trời mưa thôi, không có gì cả. Bây giờ em sẽ đi xuống cuối nhà thờ anh chị nhé. Đây, phần tiếp theo đây là phần cuối nhà thờ. Thì cuối nhà thờ đây là, tại sao em bảo 1592 này, anh chị có thấy không? Đấy, có tượng thánh cả Giô-se nhá. Đấy, thánh cả Giô-se. Và có chữ AD 1992. Đấy, có tượng từ năm 1992. Đấy. Còn đây là tượng Đức Mẹ là từ Xuân Thành. Đức Mẹ đây là tượng Đức Mẹ rất thành trái tim. Và ở đây có một điều đặc biệt là có một cái bia tạ ơn mẹ nhân lành. Ở đây đã có người xin ơn Đức Mẹ và đã được Đức Mẹ nhận lời. Đây, tạ mẹ nhân lành đây. Từ năm 2005 cơ. Rất tuyệt vời. Và đôi khi và cũng rất là nhiều dịp em đã lên đây em xin khấn Đức Mẹ ban ơn che chở. Đấy. Riêng em thì mình thì ở sống thế gian này thì trông cậy và kính mến Đức Mẹ, đem quay gần tạ ơn Đức Mẹ nhé. Đức Mẹ thành đây, anh chị thấy đẹp không? Người ta đây tượng đài Đức Mẹ, người ta dựng lên nhiều ngọn núi ấy. Đấy, có những cái chữ này: Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, trái tim mẹ vẹn toàn. Đấy, để mọi người cùng em đọc một kinh chính mừng luôn nhé, tiếng Đức Mẹ luôn. Kính mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Đấy, có rất là nhiều người đến đây người ta dâng hoa kính Đức Mẹ hàng ngày. Đấy. Còn là phần dưới cuối cùng của nhà thờ đây là tháp chuông này. Đây là tháp chuông nhá. À, tháp chuông. Đấy, thì đến đây video em sắp kết thúc rồi. Thì mọi người có thể đăng ký kênh ủng hộ em, cũng như là sau này em có dịp nhà thờ nào thì em sẽ quay review cho anh chị. Đấy, để anh chị có thể biết thêm được nhiều nhà thờ trên đất nước mình. Đấy. Đấy, còn đây là nhà của ông Từ. Đây là ông Từ ở đây, ông coi sóc nhà thờ. Đấy, em đi quay hết một vòng nhà thờ với anh chị nhé. Anh xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị. Anh chị có góp ý gì thì có thể để lại vào phần bình luận comment ở dưới video này nhé. Anh xin cảm ơn và chào anh chị.